Hello, chào mừng cả nhà lại quay trở lại với kênh của em, đó là giày Xi Sài Gòn ạ. Các bác ơi, hôm nay shop em về rất là nhiều mẫu giày tây mới, một số mẫu đồ mới là new để có thể các bác lựa mang đi làm và đi chơi các bác ha. Rồi mẫu đầu tiên em sẽ lên cho các bác đó là một em giày tây công sở, và em này thì có một màu nâu đậm nha các bác. Họa tiết hoa văn cái mũi của em nó này quá là đẹp luôn ha. Form này là form trơn thôi, không có hoa văn là họa tiết gì nhiều đâu. Mà em này thì có một màu nâu đậm khá là đẹp nha các bác. Form thon dáng gọn nha. Và bộ đế của em này thì còn khá là mới nha các bác. Em này đến từ thương hiệu Soda, một thương hiệu khá là nổi tiếng của Hàn Quốc rồi các bác ha. Bên trong của em thì có một lớp lót có dập thương hiệu bên trong luôn, cũng khá là đẹp và sạch sẽ ha. Em này thì có một màu nâu đậm, các bác phối đồ rất là dễ luôn. Đó, các bác thể phối quần tây, quần jean đều ok la ha. Rồi, và mã số chốt hàng của em này đó là C43, size 40.5. Và shop em đang bán với giá là 600k. Bác nào ưng mẫu này thì nhắn cho em ha. Rồi, và kế tiếp em sẽ lên cho các bác một em siêu phẩm của nhà Salvatore Ferragamo này các bác ơi. Trời ơi, một em lắc kê vàng quá là đẹp luôn. Một màu nâu phối với những cái lắc kê màu vàng này thì rất là sáng rồi các bác ha. Cái khóa co vít rất là sáng luôn. Màu nâu này mình lên đồ rất là sang và dễ phối đồ các bác ha. Đó, trời ơi, quá xuất sắc luôn các bác. Em này có size chuẩn là size 42 và bộ đế của em này nè. Trời ơi, đế da đã được may nè, kiểu như khâu rin của em nó, mình không thấy đường chỉ luôn đấy các bác. Rất là tỉ mỉ và chắc chắn cho một em Ferragamo này. Đó, quá đẳng cấp luôn đấy các bác. Da của em này thì rất là dày dặn và chắc chắn nha các bác. Đó, nguyên tấm da bò này các bác thấy không. Bên trong cũng có dập thương hiệu Salvatore Ferragamo ha. Size số mã code dập ngay trong miếng da của giày luôn. Đó, đây mã code đây nè các bác ơi. Size chuẩn của em là size 42 nha các bác. Rồi, và mã số chốt hàng của em Ferragamo này đó là C40, size 42. Và shop em đang bán với giá là 2.500.000 thôi. Bác nào mang vừa thì cứ nhắn cho em nha. Trời ơi, em mày lên quần thì rất là sang luôn đấy các bác ơi. Rồi, và kế tiếp em sẽ lên cho các bác một em siêu phẩm của nhà Moncap nữa nha. Em này thì có một size rất là bé luôn nè, size 39.5 thôi. Đó, ôi, em này rất là đẹp luôn đấy các bác. Bác nào mà chân nhỏ thì nên chốt ngay em này đi, độ mới cao lắm nha. Đây, bộ đế của em nó thì còn mới tinh luôn này các bác. Đã được khâu zin rất là chắc chắn rồi ha. Và bên trong của em thì có dập một lớp lót có thương hiệu bên trong luôn các bác ha. Rất là xịn sò và êm ái luôn. Trời ơi, em này thì rất là đẹp và mới luôn đấy các bác. Độ mới quá là cao luôn. Rồi, em này thì có mã chốt hàng đó là C42, size 39.5. Và shop em đang bán với giá là 750k cho em Montrap này thôi ha. Bác nào ưng mẫu này thì nhắn liền cho em nha. Mã số chốt hàng là C42 các bác ha. Trời ơi, size 39.5 đấy các bác. Rất là nhỏ luôn. Bác nào ưng thì chốt liền ha. Rồi, và kế tiếp em sẽ lên cho các bác một em giày tây nữa ha. Form này thì mình có thể phối quần tây, quần jean đều ok các bác ơi. Trời ơi, màu nâu nha. Nâu đậm thì mình phối đồ rất là dễ luôn. Em này thì phối được một bộ đế xốp khá là êm ái luôn. Đó, đến từ thương hiệu Soda của Hàn Quốc các bác ha. Em này mang lên chân cảm giác rất nhẹ nhàng và êm ái luôn. Đây, không cần xô chi, em này cũng rất là đứng form rồi các bác ha. Thiết kế của em nó là dây kiểu như dây boy chun nha. Mình khỏi với cột dây nha các bác. Đó, rất là đẹp và độ mới còn khá là cao cho em này luôn đấy các bác. Rồi, và em này thì có size chuẩn đó là size 40. Size 40 và form của em này rất là thon gọn các bác nha. Mã số chốt hàng của em này đó là C41, size 40. Và shop em đang bán với giá là 600k thôi. Trời ơi, quá đẹp luôn đấy các bác. Các bác ưng mẫu này thì nhắn liền cho em ha. Đây, độ mới quá là cao luôn. Rồi, và kế tiếp em sẽ lên cho các bác một em siêu phẩm của nhà Salvatore Ferragamo nữa các bác ha. Một em giày tây công sở đến từ thương hiệu Ferragamo của Ý ha. Trời ơi, quá là xuất sắc luôn đấy các bác. Form thon dáng gọn nha. Cái khóa lịch của em nó vắt ngang qua bên hông, có dập thương hiệu Salvatore luôn ha. Dòng này bây giờ mua loanh quanh, mua mới cũng tầm 17-18 triệu rồi các bác ha. Đó, quá là đẹp luôn. Salvatore Ferragamo dập ngay dưới đế luôn. Bộ đế của em này được thiết kế bằng một bộ đế da và đã được khâu rất là chắc chắn rồi ha. Bên trong của em thì có dập thương hiệu Ferragamo và size số mà có đầy đủ các bác ha. Đó, size chuẩn là size 7 1/2, nhưng tại vì form này rất là bé và thon gọn cho nên em sẽ để size chuẩn là 41 cho các bác mang thoải mái ha. Rồi, và mã số chốt hàng của em Ferragamo này đó là C47 ạ.
xe 47 size 41 và shop em đang bán với giá là 1.700.000 thôi. Em chỉ bán bằng 10% giá trị hàng mới của em nó thôi. Đó, cho nên mà bác nào ưng mẫu nào thì alo liền cho em ha. Quá là đẹp cho em Ferramo này các bác ơi. Đó, đẹp mà sang nhá. Rồi và kế tiếp đó là một em giày tây form cũng khá là hầm hố nhá. Em này thì khá là bụi bặm chút xíu ha. Size chuẩn của em là size 42 và em này có một màu kiểu như là màu xanh navy các bác ha. Đó, xanh navy và dáng derby rất là đẹp. Da của em này thì cực kỳ dày dặn và chắc chắn luôn các bác ha. Đó, mẫu này thì những bác nào mà mang công trình còn mang được mà. Tại vì bộ đế của em nó chắc lắm các bác. Bộ đế rất là chắc chắn luôn. Đó, bao êm bao chắc nữa. Và em này thì đến từ một thương hiệu khá là nổi tiếng của Myanmar các bác ha. Đây bên trong của em nó thì có một lồng lót trong khá là đẹp, size số mà có đầy đủ ha. Trời ơi, da của em này dày lắm các bác. Đó, các bác thấy từng thớ da này, rất là dày dặn và chắc chắn luôn. Form này thì mình phối quần tây, quần jean, quần kaki đều ok la ha. Dáng thì nó hơi hầm hố chút xíu nha, không có thon gọn như giày tây ha. Rồi và mã số chốt hàng của em này đó là C45 size 42 và shop em đang bán với giá là 650.000 thôi. Bác nào mang vừa thì cứ alo cho em ha. Trời ơi, em này những bác nào mà thích sự bụi bặm á thì nhìn lên những em này là quá đẹp luôn. To cao chút xíu nữa thì mang rất là tôn dáng ha. Size chuẩn của em là 42 nha các bác. Rồi và kế tiếp em sẽ lên cho các bác một em siêu phẩm của nhà Regal các bác ơi. Nó một màu nâu đậm nha, nâu đậm rất là đẹp luôn. Độ mới của em này cũng còn khá là cao nha. Màu này lên quần rất là sang luôn đấy các bác ơi. Bộ đế của em này nè, trời ơi đã được khâu gút ria rất là chắc chắn rồi ha. Và size chuẩn của em là 255cm, tương đương là size 40/45 là ok các bác ha. Đây bên trong của em có một lớp lót có dập thương hiệu bên trong. Đó, rất là đẹp luôn, size chuẩn là 255, tương đương là 45 nha các bác. Bác nào trên 40 hay là 40.5 thì mình đều mang ok hết các bác ha. Rồi và mã số chốt hàng của em này đó là C44 size 40/40.5 và shop em đang bán với giá là 600.000 thôi. Bác nào mang vừa thì cứ nhắn cho em ha. Rồi và kế tiếp em sẽ lên cho các bác một em siêu phẩm của nhà Ferramo. Em này thì thiết kế của em nó, ô em xin lỗi, em này là em Bali các bác ơi. Đó, form của em này khá là thon gọn luôn các bác ha. Đó, đây ngay mặt tiền của em nó là dập ngay chữ B này, là Bali ha. Da của em này rất là mướt và trơn trua luôn, không hề có một chút lỗi lầm gì luôn đấy các bác. Đó, da rất là mềm mại và êm ái. Và bộ đế của em này là bộ đế da ha, đã được khâu zin rồi, có chống trơn zin luôn rồi ha. Rất là đẹp luôn, đế da nha các bác. Và da của em này da B sao các bác, rất là mềm nè. Các bác thấy lớp da không, da của em nó là nguyên tấm da gập lại may thôi. Đó, rất là đẹp, bên trong có gập chữ Bali 1851 ha. Quá là xịn lò xò luôn này. Đó, size số mà cốt đầy đủ da này. Các bác thấy da nguyên tấm là các bác biết em này nó xịn cỡ nào rồi ha. Đó, và độ đế, bộ đế của em này thì còn quá là chắc chắn luôn. Rồi và em này thì có size chuẩn là size 40.5 nha các bác. Và mã số chốt hàng của em Bali này đó là C49 size 40.5 và shop em đang bán với giá là 2.200.000 thôi. Rất là rẻ luôn. Bác nào ưng mẫu này thì nhắn liền cho em ha. Form thon gọn và được thiết kế bằng da B rất là mềm ha. Giá chỉ 2.200.000 thôi, size chuẩn là 45 và mã số chốt hàng là C49 các bác ha. Rồi và kế tiếp em sẽ lên cho các bác một em siêu phẩm của nhà Regal nữa các bác ha. Em này thì size rất là bé luôn. Size của em này chỉ 38 thôi các bác ha. Bác nào mà chân 38 thì alo liền cho em nha, tại vì size 38 thì rất là hiếm đấy các bác. Đó, lâu lâu em mới có một em size 38 mà độ mới cao như thế này các bác ha. Em này thì đến từ thương hiệu Regal. Những em đến từ thương hiệu Regal của Nhật thì mới có size bé thôi, chứ form Hàn ít khi có 38 lắm, form Nhật mới có thôi. Tại vì Nhật thì lúc nào form cũng gọn đấy các bác. Đây và bên trong cũng có dập thương hiệu Regal Made in Japan của Nhật các bác ha. Đây còn tem Nhật luôn này. Đó, lòng trong rất là đẹp và sạch sẽ luôn, size số và mã cốt đầy đủ luôn. Em này size chuẩn là 38, là 240cm nha các bác. Rồi bác nào quan tâm mẫu này thì nhắn liền cho em với mã chốt hàng đó là C46 size 38 ạ. Và shop em đang bán với giá là 650.000 thôi. Bác nào mang vừa thì cứ alo liền cho em ha.
Rồi và kế tiếp em sẽ lên cho các bác một em siêu phẩm của nhà Zanko ha. Rồi ôi thương hiệu Zanko này mua mới khá là đắt đỏ luôn này các bác ơi. Form thon đơn giản nha, da bò bóng rất là mới luôn, độ mới rất là mới luôn nha. Bộ đế của em này được thiết kế bằng một bộ đế da hàng thủ công ha. Em này được thiết kế hàng thủ công cho nên mà rất là tỉ mỉ và chắc chắn luôn. Đây bên trong của em có một lớp lót thì siêu đẹp rồi. Đó. Zanko ha, dòng Hamex nha, đến từ Made in Spain in Tây Ban Nha nha các bác. Đó, quá là xịn luôn ha. Em này bây giờ mua mới cũng loanh quanh 17 18 triệu chứ cũng không có rẻ đâu các bác ha. Đó, một thương hiệu Zanko của Tây Ban Nha. Rồi và mã số chốt hàng của em này đó là C48 size 41 và shop em đang bán với giá là 1.400.000 thôi. Bác nào mang vừa mẫu này thì alo liền cho em nha. Bác nào chân 41 hay 415 đều mang được nha. Đó, 41 415 đều ok hết ha. Rồi và cuối cùng em sẽ lên cho các bác một em loafer chuông. Và em này thì kiểu như là có đế độn nha. Đó, miếng độn đằng sau cho nên sẽ cao được tầm 3 phân rưỡi 4 phân ha. Đó, một em màu đen khá là đẹp luôn. Bộ đế cũng còn khá là ok nha các bác. Đó, đế còn rất là mới nha. Đó, kiểu như em này là da bò bóng nha các bác. Đó, da bò bóng. Đó, mình vệ sinh chỉ cần chạm qua thôi em nó cũng bóng rồi, mình không phải đánh xi nhiều đâu các bác ơi. Đây và bên trong của em thì có một lớp lót, cái dập thương hiệu bên trong cũng còn khá là đẹp ha. Size chuẩn là 255, tương đương là size 45 nha các bác. Đó. Rồi và mã số chốt hàng của em này đó là C50, size 40.5. Và shop em đang bán với giá là 600.000 thôi. Bác nào mang vừa mẫu này thì nhắn tin cho em hoặc là gọi điện trực tiếp cho em cũng được các bác ha. Rồi em xin cảm ơn các bác rất nhiều vì đã theo dõi video của em ngày hôm nay nha. Và em sẽ hẹn các bác vào video tiếp theo của em ha.